Anh biết vụ ông Ngọc phó giám đốc chưa? Chả nói đó, thì ngày nào không uy chuyện. Nghe đâu số tiền kỳ này lớn lắm, cứ kiểu này chắc công ty phá sản luôn á. Người ta là con rể của giám đốc, chứ phải có ké tụi mình đâu. Không có năng lực, không làm phó giám đốc. Còn mình, cố gắng cả đời không được. Cô nghe nói, bạn cô Trương còn không thuộc nữa. Chẳng qua là dựa hơi ông già vợ thôi. Thưa bà, để lưu ý trời. Thì bởi. Sao giờ này anh không ngủ đi, còn ở đó uống nữa. Anh thấy khó ngủ quá cho nên ngồi đây một chút thôi. Sao lúc này em thấy anh mất ngủ hoài vậy? Có chuyện gì để lo hả? Không có gì đâu, em đi ngủ trước đi. Trầm cảm hả? Đúng rồi, mất ngủ là một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh trầm cảm. Tôi sẽ cho anh một ít thuốc trị trầm cảm, nhưng điều trị tận gốc thì bệnh sẽ mau lành hơn. Nhưng mà... hay là ta dùng phương pháp thôi miên trước coi sao? Giờ thì anh hãy nghĩ đến người làm cho anh có cảm giác an toàn nhất mỗi khi anh ở bên cạnh. Tôi nhìn thấy ba của tôi. Nếu vậy, anh hãy nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi khi anh ở bên cạnh ba của mình. Đánh đi con, đánh lên. Lào lại con. Ba ơi, con đánh không có được. Con trai của ba không được nản. Tất cả mọi thứ là do chủ tâm của con, hiểu chưa? Nè, nếu mà con nói làm không được á thì cả đời cho con không làm được gì hết. Con phải nghe lời ba, con nói là tôi sẽ làm được thì con trai sẽ ba sẽ làm được nha. Bây giờ con cầm anh lên thử lại coi. Sau này, nếu muốn viết thư cho người cha quá cố của mình, anh cứ viết vào đây. Viết thư hả? Anh muốn viết gì cũng được. Mỗi khi anh nhớ đến ông ấy, anh cứ viết vào đây. Ba ơi, hình như dạo này con đã quên mất những lời chỉ dạy đầy ý nghĩa của ba dành cho con ngày nào. Con sẽ làm được. Chỉ cần nghĩ như vậy thì chắc chắn là con sẽ làm được. Ba ơi, con sẽ cố gắng sống tốt hơn. Bà ơi, sáng nào con cũng lẳng lặng thức dậy một mình rồi đi vệ sinh cá nhân. Nhưng kể từ ngày hôm nay, con quyết định sẽ thay đổi. Trước tiên, con sẽ đánh thức vợ mình bằng một cái hôn vào mỗi sáng. Vậy có được không ba? Anh làm cái gì vậy? Anh định đánh thức em vậy. Anh đánh thức em còn quá sớm hả? Good morning ông xã. Mỗi sáng anh nhớ đánh thức em vậy nha. Em thích lắm. Bà ơi,
Chỉ cần một hành động nhỏ vậy thôi mà con đã cảm thấy đầy hứng khởi cho một ngày mới rồi. Lễ hội tango ở Argentina. Dạ chú ơi, báo của chú này chú. Cảm ơn con. Ủa mà hôm nay con nấu món gì vậy? Tự nhiên chú thích ăn món gì đó cay cay. Dạ chú không dặn trước cho nên con lỡ nấu món canh gà lá giang rồi chú. Canh gà lá giang hả? Ừ thôi cũng được, nhưng mà con nhớ bỏ cay cay chút cho chú nha. Ủa sao con làm nhìn chú dữ vậy? Mặt chú dính gì hả? Dạ không có, tại bình thường trong mắt con chú đã đẹp trai rồi, mà hôm nay chú lại đẹp lạ lùng, chú đẹp lồng lộn luôn. Chắc là do chú cười đó. Cảm ơn con. Dạ. Bà ơi, cô bé giúp việc nói con đẹp lạ lùng. Cô bé này không bao giờ nói những lời hoa mỹ hết, vậy mà hôm nay lại có thể đứng trước mặt con khen nức nở. Chỉ cần con nghĩ mình đẹp thì sẽ đẹp phải không ba? Ba đang làm gì vậy ba? Ba đang tính cái giá nguyên liệu nhập về lần này kìa nè. À, con chưa bao giờ tính toán đúng cả. Nhưng ba đã dạy con phải đối mặt với khó khăn, không được né tránh. Chỉ cần nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được, đúng không ba? Ba ơi. Ừ? Ba để con tính giúp ba được không? Lần này nhất định con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Con làm được mà. Con muốn làm hả? Dạ. Ừ, vậy cũng được, thử coi. Giỏi mày. Giỏi á. Dạ. Ba nói con á, lần này làm rất tốt. Vừa cẩn thận trình bày nó rõ ràng. Ba sẽ giao gì cho con làm? Ba nói thiệt á ba. Ba tin tưởng con hả ba? Con giỏi thì ba khen con giỏi chứ. Đây, làm việc tính toán rất là kỹ lưỡng mà chính xác luôn. Lần này ba sẽ tin tưởng giao gì cho con làm. Con cảm ơn ba. Ừ. Ba ơi, con đã làm được rồi. Chỉ cần nghĩ mình làm được là sẽ được. Con vui quá ba ơi. Giờ người con cứ lần lần như đàn bà vậy đó. Dạ. Tại hạ xin được chỉ giáo. Con đã làm theo lời ba, cứ nghĩ mình sẽ làm được. Cuối cùng thì con đã chiến thắng được đối thủ truyền kiếp của con hai lần liên tiếp. Con đã cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của con rồi. Nguyên. Dạ. Đi đánh pizza với ba không? Dạ đi. Lâu rồi hai ba con mình không đánh pizza. Ba chấp còn hai bi luôn. Mày nhớ nha, ba chấp còn hai bi nha. Vì mày đừng lên thay đồ nha. Chi? Con đang làm gì vậy? Ba bất ngờ chưa? Con đang đánh giày cho ba. Con sẽ biến hóa cho đôi giày của ba bóng láng luôn. Là chị à, ba cảm ơn con. Ba ơi ba, những điều ba dạy không những làm phát huy được sức mạnh tiềm năng của con, mà còn làm thay đổi được tất cả mọi người xung quanh con nữa. Giống như con được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Tất cả là nhờ vào những điều mà ba đã dạy cho con. Ba ơi, con yêu ba lắm. Sao đó con gái, mệt lắm hả? Phải làm chuyện gì tới bao giờ nữa hả? Nhỏ nhỏ thôi. Ráng đi, ngoan nha. Làm tới khi nào mà mẹ kêu ngưng thì mới ngưng. Không thôi là một hồi mẹ không có cho thịt sườn đó. Nha, cố lên. Gì thịt sườn, cố lên. Thường quá.
Đó, tình thuốc nó là vậy đó. Chị cũng không biết nữa. Chị nhìn thấy cái đơn thuốc này nằm trong túi áo vest của anh Ngọc á. Nó là thuốc gì vậy em? Hả? Thuốc trầm cảm? Mọi người ơi, chỉ cần cố gắng một thời gian ngắn nữa thôi, mọi người làm ơn nha. Ba thấy vậy là đủ lắm rồi đó. Thấy kệ nó đi, trời, cứ bắt mọi người phải cứ giả bộ hoài. Ba, ảnh đang điều trị trầm cảm đó. Ba ráng nhiều nhịn anh chút cho ảnh vô cũng được mà ba. Không tin phải không? Hồi nó coi cái bản nó tính giá đi, chưa thấy một cái thằng nào mà nó làm sai từ đầu đến cuối luôn. Chưa chửi là may lắm rồi. Ba làm ơn giùm con đi. Ráng một chút thôi, một chút thôi. Con cũng vậy nè. Con đánh giày cho ba cái tay con mỏi lắm rồi đó. Con không muốn làm lỡ lên này vố đâu. Thôi mà con gái ngoan. Mẹ chùi cho. Cố gắng lên đi nha. Cố lên đi mà. Dạ cô ơi, vậy là con vẫn phải đánh tù tì thua chú nữa hả cô? Chính xác. Nè, nhưng mà con nhớ nha, con phải khéo, thiệt là khéo, con không có được lộ nghe chưa? Chú biết đó. Dạ. Cô ơi. Hả? Con vẫn phải khen chú đẹp trai hả cô? Nhưng mà đẹp trai không đó thì thường quá. Con giả bộ, con sáng tạo hơn một chút đi. Con khen con nói là chú ơi sao mà chú hot boy quá, chú ơi sao mà nhìn chú hấp dẫn quá. Con nhớ nghe chưa? Nha. Dạ. Ủa vậy là con phải đi chơi với ba hoài luôn hả mà? Con cố gắng lên đi nha. Ủa mọi người ráng gì vậy? Ô, ngọc trong đá của ba. Dạ, dạ. Đâu có gì đâu ba. Giỡn thôi ba, đâu có gì phải không con? Giờ mình đi nha ba. Ừ. Ba ơi, ăn cơm xong con sẽ làm cho đôi giày của ba thật là đẹp luôn, loáng bóng luôn. Cảm ơn con gái, giỏi quá. Chú ơi, xíu nữa mình chơi ảnh tù tiền nha chú. Con đợi chú đánh pizza về đi. Chắc chắn con không thắng nổi chú đâu. Con sẽ tìm cách phục thù chú. Để coi. Chú ơi, lúc chú cười á, nhìn chú hấp dẫn như hấp bo vậy đó. Chú là bo già thì có. À, dạ ba ơi, ba kiểm tra lại bản báo giá con làm rồi đó. Ba coi có sai sót gì không nha ba. Oh yeah, yeah, very nice. Dạ. Alo. Dạ, đồn công an. Dạ đúng rồi, Minh Ngọc là chồng tôi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Chết rồi ba ơi, bây giờ phải làm sao đây ba? Hồi nãy người ta nói á, ngày mai anh phải lên trình diện ở đồn công an đó. Làm sao là làm sao? Trái rừng là phải nộp phạt. Phạt bao nhiêu? Bao nhiêu? 50... 50 triệu hả? Trời ơi trời, cái thằng này nó quá ngoại mà. Ba nhất định không có nộp phạt cho nó. Cho nó chết đi. Thôi mà ba, dù sao ngày mai anh cũng phải lên trình diện ở đồn công an rồi. Ba cho anh một ngày thôi, một ngày hôm nay thôi. Ba cho anh thư giãn đi, ba đừng có la anh nữa. Cái thằng phá hoại mà. Ba ơi, đêm nay trôi qua, rồi ngày mai có chuyện gì nữa? Sau khi làm theo lời ba dạy, mỗi ngày trôi qua với con thật hạnh phúc. Con linh cảm ngày mai niềm hạnh phúc sẽ còn lớn hơn nữa. Con cảm ơn ba nhiều. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.